rồi vô bà nó nói vậy. Rồi 2 tỷ nước rồi. Hai tỷ giá đây rồi. Anh thấy hai em thấy nước rồi. Ngoại ơi, đem 2 tỷ lên cho ngoại kìa ngoại ơi. Bán vé số, Đưa vé số chứ đừng đưa tiền. Rồi còn anh sao sao? Quay lại. Ngoại ơi, bán cái số đó ngoại ơi, đưa cho ngoại 2 tỷ đó. Đưa cho ngoại 2 tỷ kìa. Vé số ngoại. Vé số. Ngoại không nghe. Dạ đúng rồi. Chiều nay ngoại trúng 2 tỷ đổi đời nha ngoại. Kìa ngoại mua rồi, ngoại trả tiền con kìa. Chưa tiền cho con, tiền cho con. Đợi cái tiền nha. À. Nè ngoại mua giật cho nè. Rồi ạ ngoại đi. Rồi cảm ơn ngoại đi. Cảm ơn ngoại đi. Chiều nay ngoại đổi đời nha. Dạ. Một cậu bé mới có 2 tuổi thôi cả nhà. Để coi rồi biết không? Hút rồi, 2 tỷ đi hút rồi. Để coi anh biết mời. Để coi. Rồi 2 tỷ vô luôn anh trai ơi. Rất là vui luôn quý vị trả ơi. Đó. Rồi kêu chú làm gì kêu đi con. Chị lấy tiền của bé anh. Cầm. Rồi. Rồi chiều nay ông chủ 2 tỷ lên sập lớn luôn nha ông chủ. Giữa luôn. Tiền cho con. Tiền đi con trai. Rồi. Đi cảm ơn. Phát quay lại cảm ơn. Quay lại cảm ơn chú. Để đi bán tiếp nè. Rồi đi lẳng ốc tiêu ơi. Trời ơi, anh đi lên đường bằng anh đi ha. Cậu bé mà, nhưng mà số mà biết cảm ơn luôn cả nhà. 2 tỷ lại anh ơi. 2 tỷ lại anh chơi ơi, 2 tỷ lại tới nhà anh chơi ơi. 2 tỷ đó. Rồi, mời đi con với số. Hết phải không? Chàng ơi, quý quá rồi con ơi. Vậy là vô tới 10 mấy tỷ lần đó anh chơi ơi. Đó, thưa quý vị khán giả, cậu bé được một anh trai ủng hộ hết luôn rồi quý vị khán giả. Chàng ơi, rồi cảm ơn chú đi con. Cảm ơn đi con. Cảm ơn. đi con. Quay lại chú đi. Rồi con vậy còn với số luôn, con hết hả? Con không? Còn đưa. Đưa bán bữa nay bán hết với số cho chị luôn. Còn lại mấy tờ nữa hả? Qua chú quần áo của con nè. Đem tiền tỷ qua cho chú quần áo coi. 2 tỷ tới ông chủ ơi, chiều nay ông này chúng là ông buồn đó nha. Chị kêu hung chị mở khẩu trang á để nó sợ. Rồi cảm ơn cô đi con. Dạ không, mình lên cái sạp bự luôn anh được. Mở cái số thời trang luôn. Chú quay lại. Lấy tiền kìa con. Mới bà lớn thì tay sức rồi ha. Cái này cũng 15 tuổi ra được rồi. Cái đó là nó ở lại nhà. Kìa lấy tiền kìa con. Rồi. Cảm ơn nha. Kìa cảm ơn chú nha. Quá khôn rồi quý vị khán giả, quá thông minh rồi quý vị vậy. Kìa lấy tiền kìa, sao lưng kìa. Rồi cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luôn anh trai ơi. Chiều mình lên shop thời trang luôn nha anh trai. Rồi, mình đi đâu rồi. Rồi bây giờ đi bán ở đâu nữa con? Còn nhiêu tờ nữa, còn 2-3 tờ nữa. 4 tờ cho nhà, nó lỗi chậm nó là hết rồi. Rồi, thưa vị khán giả. Rồi đi bán đi con, đi bán ở đâu, dẫn chú đi coi. Trời ơi, trời ơi, góc lạnh đó chị ơi. Đó. 2 tỷ tới rồi chị ơi. 2 tỷ tới mà chú ơi, 2 tỷ tới đây. Đó, vô mà chủ rồi đó. Đem 2 tỷ vô rồi đó. Rồi, chiều nay bà chủ đổi đời luôn nha, đưa luôn rồi. 2 tỷ. Anh ngứa anh gãy kìa. Anh vừa dẻo ha. Rồi, đã lấy tiền con, đã lấy tiền. Lấy tiền lại lấy tiền. Bà mua nè, quay bạn cái này, quay cái nào bà mua. Dạ dạ. Ờ, bán cho bà chủ này hết luôn rồi. Dạ lấy tiền rồi con. Dạ con của cái chị ốc tiêu. Dạ. Dạ bán cái số 2 tuổi mà bán cái số. Dạ cô đi. Cảm ơn cô đi. Rồi cảm ơn cô đi con. Cảm ơn cô đi. Có 2 tuổi cũng cảm ơn. Đâu mà chú cho thử một lát coi thử rồi. Vừa thôi mà chú. Vừa thôi. Cảm ơn đi. Chàng ơi chiều nay bà chủ lên sạch theo lớn nha. Chúng tiền tỷ nha. Ờ. Anh đi kiếm, anh đi kiếm mà. Rồi hết vé số rồi. Rồi giờ sao đây? Lãnh thêm 200 tờ nữa đi. Ăn. Chàng ơi. Dạ rồi. Cảm ơn bà chủ nha. Dạ, cảm ơn bà chủ. Cháu bé 2 tuổi đi bán vé số nè. Đâu con đi bán vé số đâu? Đâu phải vé số đâu? Không phải đâu. Cô biết chưa? Dạ, cô đó kìa. Hơi giỏi quá. Dạ, như vậy. Rồi, đợi lấy tiền con. Đợi lấy tiền. Ngươi hết cưng không? Con trai. Dạ, con trai. Chiều nay bà chúng đặc biệt nha. Rồi. Cảm ơn bà ơi. Cảm ơn luôn. Qua bên kia kìa. Trời ơi. Rồi, để lấy tiền nha con. Chàng ơi. Để lấy tiền con trai ơi. Rồi, cảm ơn đi. Cảm ơn bà ơi. Cảm ơn bà chưa? Rồi, ả đi. Rồi, lại mẹ đi. Dạ, con xin gửi lời chào diễn giả. Ngày hôm nay thì con mời diễn giả cùng đến với chợ để xem một cậu bé 2 tuổi nhưng mà siêu thông minh như diễn giả. Chỉ mới 2 tuổi thôi, còn biết giờ bán vé số luôn. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Rồi không nghe chị kêu bé cho không thử rồi chị. Chào 2 tỷ 15 ngàn 3 tỷ 2. Đó. Kêu nó hạ chị, Hạ cô đi. 15 ngàn 3 tỷ 2.
quá khôn luôn. À, lại bà Tư kìa, bà Tư ơi. Lại nó mời kìa. Chàng ơi, kìa. Kìa con lấy tiền kìa, con lấy tiền kìa. À, cậu bé mới có 2 tuổi thôi mà siêu thông minh và siêu dễ thương luôn, diễn ra. Đúng tiền quá. Lấy tiền kìa con. Kìa rồi bà mua 2 tấm kìa. 2 tấm đã lấy hết rồi. Dạ. Dạ. Chàng ơi quý bà Tư quá rồi kìa. Rồi. Bà cho nữa hả? Rồi ả bà ơi. Rồi ả bà, cảm ơn bà kìa. Bà đi. Cảm ơn bà. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời quý vị khán giả cùng với cậu bé để đi đến chợ và bán vé số một bữa nha quý vị khán giả. Cậu bé chỉ mới có 2 tuổi thôi cả nhà, thì biết bán vé số và mời những cô chú mà trong phim mua những vé số rồi á, phải còn hạ nữa. Đang đi tìm kìa, đang đi tìm người để mời kìa quý vị nha. Mua vé số kìa chị ơi. Kìa 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 chị kìa. Cố kìa con, cố kìa. Có thằng nhỏ nó mua kìa, ba hôm bán kìa. Hiểu. Cho tiền luôn rồi, cho tiền luôn rồi. Vé số. Cho tiền luôn rồi. Mua vé số. Cháu đang đi tìm người đang đi tìm người để mời. Cái gì cho anh biết lắm chứ bộ. Thì cứ đi biết chưa bộ. Đi tận phận kìa. Vé số đi. Vé số. Kiếm người à. Rồi đứng cũng lịch sự quá, đứng ngoài kìa. Kìa chị. Đặc biệt tới chị ơi. Kìa lại cô đi con. Lại cô kìa. Lại cô đưa đặc biệt cho cô đi, chiều cô bỏ 2 tỷ thôi. Chiều nay cô bỏ 2 tỷ đổi đời cơ. Đưa đứa kìa. Không chẳng anh đưa cho. Đợi nó lấy tiền con. Chàng ơi. Khoan, tiền. Tiền đó con. Kìa. Quay lại ạ cô coi. Rồi cảm ơn cô đi. Quay lại cảm ơn cô cái đi rồi đi. Cảm ơn. Chàng ơi. Đó, đưa 4 tỷ cho bà chủ coi. Đó. 4 tỷ luôn bà chủ ơi. Bên đây cảm ơn bà đi con. Cảm ơn coi. Rồi, à bà đi. Tự anh đi kiếm mà. Rồi, con đi kiếm người con bán nữa đi. Đó. chạy xíu rồi mừng rồi. Con ngã bà đi rồi bà mua. Đó. Rồi tiền hối chị ơi, tiền hối. Chàng ơi chàng. Rồi lại không có coi. Rồi cảm ơn cô đi, cảm ơn. Rồi vé số đâu, kêu mẹ đưa vé số rồi tiếp. Dạ. Lại mấy cô đẹp gái đưa 2 tỷ cho cô đi con. Lại mấy cô đẹp gái đưa 2 tỷ cho mấy cô đó con. Đi lại mấy cô đẹp. Đó. Bà đẹp gái trước kìa. Đó, rồi coi mắt không? Chàng ơi 2 tỷ nó lướt qua bà rồi bà ơi. Dạ. Đó. Chàng ơi, thưa quý vị khán giả, một cậu bé năm nay chỉ có 2 tuổi thôi, nhưng mà siêu thông minh như quý vị khán giả. Còn có thêm 2 người chị nữa, nhưng mà 2 người chị thì đang đi bán ở một cái chợ khác đó quý vị khán giả. Cháu nó đang đi ở đây. Nè, tiền nè.
quay đây nè, quay đây. Quay đây, quay đây. Rồi cảm ơn bà đi, cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi con. Quay lại cảm ơn bà cái đi rồi đi. Cảm ơn bà đi. Dạ cầu chúc. Quá. Bà đó vậy. Vô cô đẹp gái kìa. Đó. Rồi vô đưa 2 tỷ cho cô đẹp gái đi coi. Đang đi tìm tìm đường, tìm đường. Kệ vô vô đó con, đem tiền vô đó con. Đang suy nghĩ coi có đường vô không. Cảm ơn luôn. Cảm ơn. Chàng ơi. Dạ cặp với số đi bán đi. Bán với số kìa. Mum mum. Chàng ơi, bà chủ cho cục thịt heo kìa. Đi bán mà với số mà còn có thịt heo quay nữa. Chàng ơi. Thấy dạ rồi, thưa vị khán giả, hiện tại thì cháu đã bán hết vé số rồi. Cháu thì được bà con ở trong chợ quý vị dạ, rất là thương và mến luôn. Cho nên là đã ủng hộ hết vé số của cháu rồi. Ngôn cũng hy vọng rằng chiều ngày hôm nay thì bà con tiểu thương ở chợ mình sẽ vô một giải đặc biệt cũng như là ăn ủi như vậy nhá. Dạ rồi. Thôi bây giờ thì Ngôn phải ẩm cháu quay về để còn chở cháu đi tìm hai người chị của cháu nữa. Hai người chị của cháu thì cũng đang bán vé số ở một chỗ khác nữa. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè, thì từ hôm bữa đến giờ đó là cuộc sống của mấy mẹ con như thế nào rồi? Dạ không về thì cũng buôn bán số cũng dạo này ế lắm anh. Ế hả? Dạ chậm đó, bán một cây số mà từ sáng tới chiều. Là từ sáng mà bán tới chiều là bao nhiêu tờ? Dạ có 120 tờ rồi. Dạ. Rồi làm sao mà đủ tiền nhà trọ rồi cơm nước cho mấy đứa nhỏ? Dạ phải đi mượn thêm. Dạ. Dạo này bán mưa gió thì bị chặt cái quay. Khó bán nhỉ. Rồi đặt đó, bữa đó là chị ôm hết bao nhiêu tờ? Dạ hết 76 tờ. Dữ vậy? Dạ. Mưa gió thì bán khó khăn rồi ôm hết 7 mấy tờ. 76 tờ? Dạ 76 tờ. Rồi lúc đó rồi sao? Dạ thiếu lại thầu. Tiền ơi tiền. Rồi thầu cho thiếu không? Dạ có. Dạ thầu cho thiếu thì nếu mà thiếu hoài thì thầu cũng cho nữa. Rồi hôm nay có đóng tiền trọ gì chưa? Dạ còn thiếu lại nhà trọ 1 tháng. Là 1 tháng là bao nhiêu chị? Dạ 1 tháng là 1 triệu 2. 1 tháng là 1 triệu 2. Điện nước luôn là chị. Mà hôm nay còn thiếu 1 tháng chưa đóng cho trọ. Dạ đúng rồi. Khổ thân thôi. Thưa vị khán giả, đây là hoàn cảnh của một người mẹ mà có đến ba đứa con. Tuy nhiên ba đứa con là mồ côi cha nha quý vị khán giả. Cha thì gặp phải một cái căn bệnh cho nên đã ra đi và bỏ lại bốn mẹ con bơ vơ không nơi nương tựa quý vị khán giả. Hồi xưa là quê mình ở đâu chị? Dạ quê em ở An Giang. Là từ An Giang rồi chị lặn lội xuống đây hay sao? Dạ lúc đó thì còn chồng thì đi Bình Dương làm. Rồi chồng bệnh rồi đi về đây. Lúc còn chồng thì hai vợ chồng cùng làm thì đỡ nha. Dạ. Rồi sao mấy mẹ con không về quê á, đặng đỡ tốn tiền trọ chị? Dạ về quê thì nhà cửa hư đó rồi cho nên không về được. Nhà cửa là không còn. Là bị dạng như là nhà bằng cây rồi mục sập hay sao chị? Dạ đúng rồi. Nó bị lá me ăn á.
Hả? Bị lá me ăn rồi giọt nát hết. Lá me ăn rồi giọt nát hết luôn. Dạ. Cho nên về thì mấy đứa nhỏ không có chỗ ở. Phải đi ở trọ ở đây. Nhưng mà ở nhà của chị á là còn cha mẹ không? Dạ em còn cha còn mẹ, nhưng mà cha mẹ em thì không có sống với nhau lâu rồi. Giống như là dạng là thôi nhau. Là có cho chị một miếng đất hai vợ chồng là riêng? Dạ không có. Chị cho ở đậu hay sao? Dạ nói chung là ở chung với cha mẹ luôn. Hả? Ở chung với cha mẹ luôn. Còn ở chung? Như vậy là bây giờ là cha mẹ đang phải sống trong cái cảnh là căn nhà bị dột nát. Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi chị đi như vậy rồi ông bà có ai chăm sóc không? Dạ mẹ thì ở đây với em, còn ba thì ở quê. Có mình anh ba ở nhà thôi. Dạ ba thì ở quê với anh hai em. Hai cha con thì sống với nhau là giống như ba thì anh hai. Anh hai thì đi làm câu cá rồi đó, kiếm cá ăn hàng ngày cho ba. Để nuôi ba hàng ngày. Coi như là còn một người con trai thứ hai. Dạ. Là đang ở đó để mà chăm sóc lo cho ba chị. Dạ. Còn chị với ba đứa cháu thì với mẹ ruột của chị là về đây mướn nhà trọ sống. Dạ. À. Chị cho em hỏi thăm nè. Cháu nè là chỉ mới có 2 tuổi thôi. Nhưng mà sao mà cháu lại biết đi bán vé số rồi. Dạ. Biết mời đồ hay vậy chị? Dạ lúc cha nó mới mất thì nó được 4 tháng rồi. 4 tháng là em ẩm nó đi bán, biết nó quen. Là 4 tháng tuổi là bắt đầu đi bán vé số rồi. Dạ dạ. Tuổi cho nên là hồi nãy anh em thấy cháu á. Dạ. Đi bán vé số á, mời hay chứ. Nói chung là những cái dụng nước á. Dạ. Phải gặp những đứa trẻ người ta là bước ngang luôn, không đâu nghe cả nhà. Bé phải vòng lại đi kiếm cái con đường khô. Dạ. Và mời rất là hay nha. Hình như hồi nãy em thấy là chị đi cạnh bé mà chị đi lấn lấn cái lậu là bé kêu đi vô xe đúng không? Dạ đúng rồi. À, là cái đó là chị nhắc bé hay gì thường xuyên hay gì mà sao mà dạ hồi nãy em nghe bé nhắc chị vậy? Dạ không, mà nó thấy xe là nó kêu em là vậy đó. À dạ. Thấy xe là lôi mẹ vô à? Dạ nó biết hết trơn à. Sợ thế hả? Dạ. Chỉ có 2 tuổi thôi cả nhà. Nhưng mà 4 tháng tuổi em nghĩ mới 4 tháng thì... Dạ, lúc 4 tháng thì em chỉ đai theo thôi. Thì bé nhìn em á, bé cũng hay tiếp xúc được với người ngoài á, cho nên nó quen, thân thiện hơn. À, dạ. Rồi biết rồi nó tầm 1 tuổi, cái là nó quen, nó em đưa cái số thử thì nó cầm. Ừ. Nó cầm rồi nó gặp người ta thì nó mờ. Nó đưa tay lên nó mờ. À, là chị lúc biết bán là chị mới 1 tuổi thôi. Dạ đúng. Là đến bây giờ luôn nha. Dạ. Giờ là 2 tuổi. Hình như hôm bữa em có ghé thăm thì cháu nó bán nhưng mà chưa biết nói chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. À, đợt này sao em nghe cháu biết ạ rồi biết cảm ơn rồi. Dạ, nay nó quen rồi, với nó nói chuyện cũng hơi cực trẻ. Ừ. Dạ. Khá là thông minh luôn thưa vị khán giả. Một đứa bé năm nay chỉ mới 2 tuổi thôi, biết nói chuyện bập bẹ thôi. Tuy nhiên khi mà ra đường thì biết sợ xe. Rồi đi thì còn biết né tránh những cái chỗ mà mương rãnh cái gì vậy. Biết lựa đường để mà đi. Và đặc biệt nhất là cháu biết cảm ơn cũng như là biết hạ quý vị khán giả. Khi mà có bà con nào mà ủng hộ vé số cho cháu á, chàng ơi rất là hay luôn. Một mình nên cháu như vậy bán là em nghĩ là chắc đắt lắm hả chị? Dạ cũng thi có 20 tờ cũng có. Là 20 tờ là cho cháu nghỉ à? Dạ. Trời ơi, sao chị không đưa? Hồi nãy nếu mà còn nhiều vé số là có thể là cháu bán hết luôn á. Dạ. Nếu mà mình cho bé bán nhiều quá ta nói mình lợi dụng anh bé á. À, chị sợ ha. Dạ. Có nghĩa là mình chỉ tập cho cháu biết cho vui thôi. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là cháu bán thường xuyên nha. Dạ. Rồi mẹ cũng kinh dữ nha. Hai bé nhỏ chị. Dạ. Là đi học về rồi còn mắc đi bán vé số nữa hay sao? Dạ có, nhiều khi vé số em còn nhiều quá rồi bé thì gỡ lâu quá không được. Cho nên em phải nhờ là nghỉ buổi trưa nhiều quá. Ừ. Cái thời gian nghỉ buổi trưa á khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng em cho bé lớn, hai bé đi bán tiếp em. À,
hai bé lớn á, dạ, là đi học một ngày là mấy buổi chị? Dạ một ngày là 2 buổi. Ngày nào cũng vậy hết? Dạ. Rồi cái thời gian buổi trưa là chạy về là bán tiếp mẹ liền? Dạ. Chàng ơi giỏi dữ vậy chàng. Là thường thường là mấy mẹ con là bán giấc chiều là tới mấy giờ mới nghỉ? Dạ nếu như mà bữa nào đắt á thì khoảng tầm 2 giờ hết. Ừ. Còn bữa nào mà ế thì tới 3-4 giờ chiều. 2 giờ hết là mình nghỉ hay về nghỉ ha? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi hổng dậy có sữa đầy đủ cho cháu không? Dạ cũng thiếu một vài. Chị ơi, chị dạ, cho em hỏi nè, khi mà chồng của chị á đã ra đi để lại 3 cái đứa bé nhỏ nè, rồi chị đi bán vé số á một mình á để nuôi 3 cháu thì có nhiều đêm á chị suy nghĩ nhớ về chồng không? Dạ cũng có, nhưng mà phải cố gắng vượt qua. Nhiều khi cũng cũng buồn, nhưng mà ví dụ mà cái cách còn ông xã còn á là lo cho chị với mấy đứa bé, còn mà khi mất rồi thì mới lần đầu chị ra đó, mà để nói chung là bước ra xã hội đó, nó có khó khăn gì với chị không? Dạ có. Chị có thể chia sẻ đó cho em và mọi người được biết cái khó khăn của chị. Dạ lúc đầu á thì chồng em mất á thì em mới ra bán á thì người ta kêu nhiều lắm, người ta nói em á tại sao mà ảnh thân bé đi bán. Ừ. Rồi em mới nói là chồng em mới mất cho nên nó không ai giữ bé, mình bắt buộc phải ảnh con theo, ảnh theo con theo đi bán mà đâu có ai giữ được đâu, mình phải ảnh theo rồi đi bán, cho nên nó nhiều người ta cũng nói mình lắm nhưng mà mình phải chịu. Là cách đầu đó là chồng của chị mất. Dạ. Chị phải ở nhà không có ai giữ cháu cho nên là đành bồng bé theo. Dạ. Và có người thì có khi nào mà nói chị là lợi dụng cậu bé này đi bán vé số không chị? Dạ có nhiều lắm anh. Như thế nào chị kể cho em và mọi người được biết cái nỗi buồn của chị, người ta nói quen rồi. Dạ nhiều khi á thì người ta nói là tại sao mà không để ở nhà mà cho chồng giữ hay là người thân giữ mà đi ảnh em bé theo, bộ lợi dụng em bé bán số hay gì. Rồi em mới kể, em nói là chồng em mới mất cho nên em mới sanh em bé cũng được 4 tháng cho nên không ai giữ giùm, rồi em phải đai theo đi bán. Nhiều khi thì người ta cũng nói nặng nhẹ nhưng mà mình cũng vượt qua. Người ta nói nặng chị là như thế nào? Dạ người ta nói là mình lớn mà mình không biết giữ con. Em mới nói là không phải là không biết giữ con mà tại không ai giữ giùm thôi. Nếu bạn á mà con nó cũng còn bú nữa, mình vừa đi bán mình vừa ảnh theo mình vừa cho con bú luôn. Cho nên á người ta cũng cười, ta nói thì thôi kệ mình cũng bỏ qua. Như vậy là chị đã cái giáo đầu mà dẫn cháu đi bán vé số á. Dạ. Là cũng là một cái vất vả, mọi người người ta nói chị là lợi dụng cậu bé. Dạ. Nhưng thật sự là chị nói là ở nhà không ai giữ hả? Dạ. Ví dụ mình gửi ngoại nè. Dạ lúc đó ngoại thì không có ở đây, có mình ơn thay chồng thôi cho nên không có ai giữ giùm luôn. Rồi sau này mẹ hay á là mẹ nói á, thôi mẹ chồng mẹ mất rồi thôi về đây rồi mẹ sống. Tới giờ mẹ sống rồi mẹ mới giữ giùm cho thời gian đi bán. Chị có khi nào mà chị chiều về á, chị nhìn 3 đứa con của chị mà nằm ngủ rồi đó, chị có suy nghĩ là 3 đứa này sau này như thế nào không chị? Tại vì một mình chị á, theo em biết cái phận nữ nhi á thì mình chỉ một phụ một cái phần nào thôi chứ không có bằng thí dụ có người đàn ông sẽ nó trụ cột mạnh mẽ hơn. Chị có suy nghĩ cái điều đó chứ sau này cho con mình chưa? Dạ chuyện đó thì em không dám nghĩ tới, tại vì thấy con mới mất cha rồi mình cũng không dám nghĩ tới chuyện gì. Chị muốn là một mình phải cố gắng cho con. Em ý em hỏi là chị thấy mà 3 đứa bé như vậy á thì chị lo cho 3 đứa bé nè, sau này mình không biết có lo đầy đủ cho cháu không á, ý em là vậy? Thì mình nên thì chắc là không nuôi nổi rồi, không lo nổi cho con rồi. Ừ. Nhiều khi thì ở mình lên thì lo cho nó thì
thì cũng phải thiếu hụt chứ sao. Thì mình nhìn thấy con thì nó vương cãi thì mình cũng tội nghiệp cho nó. Rồi chị, rồi như vậy á là mình nên nè. Hiện tại theo em được biết đó là hai cô con gái của chị là đang đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Thì sắp cấp đợt hổm thì mấy anh em có quay á là hai cháu còn bán giấy số phụ. Còn bây giờ là cháu đi học rồi đâu có phụ gì cho chị hả? Dạ không, mình nên em đi bán thì em lấy ít lại. Dạ. Dạ. Cho nên bán thì mình nên bán thì bán làm một cây số là 120 tờ. Rồi như vậy tiền trọ, tiền đi học rồi sao đủ chị? Chị có thể kể một cái khoản. Nói chung là một bán một ngày 100 mấy tiền sữa nè, tiền trọ nè, tiền đi học cho mấy cháu nè. Theo em được biết 100 mấy là không có đủ đâu chị. Chàng ơi. Dạ, tại vì nếu mình 120 thì em chi ra thì hai đứa học ngày có 2.000, 20.000 thôi. Dạ, sáng chiều thì đứa 10.000. Nó hai đứa thì em quy ra dạy, còn 100.000 đó thì em để đóng tiền trọ, thì em đóng là một ngày tích lũy 20.000 em đóng tiền trọ, còn 80.000 thì em để mua sữa cho bé 50.000 hằng ngày, còn lại 30.000 thì để mua lặt vặt trong nhà xài. Ồ, như vậy là chị cũng là nói chung là hiện tại bây giờ là nói chung hai đứa đi học còn nuôi một cậu bé này, thì chị hiện tại đó thì lâu lâu mới dẫn cậu bé này theo hả chị? Dạ lâu lâu nếu mà gỡ được á thì em đi bán hơi xa thì em gỡ cho người chị, còn nếu như mà bán gần gần thì em ẩm nó theo. Dạ. Thấy nhóc này nè, nó bán vé số nó rất là ngoan luôn. Cái này là cấp đầu á, là chị đã có tập cho cháu rồi đúng không? Dạ lúc qua 1 tuổi. Có biết mời lai gai không chị? Dạ có à. Chị nó biết lai gai. Còn bây giờ thì cháu lanh ha. Dạ. Và biết mời và biết ạ nữa. Thì hồi sớm thấy đi đó thì em thấy là bây giờ cháu mới có 2 tuổi thôi mà chị lội ngoài cặp theo cái đường đó. Cháu nói là kêu xe là sao chị? Dạ tại bé thấy xe mới sợ, rồi bé sợ em đi ra đường thì xe. Ôi, lo mà cái thằng của ảnh vậy đó mà ảnh thôi lo không xong nữa mà ảnh lo cho chị nữa. Dạ. Ít hồn. Ảnh ngoan nha. Mà lấy tiền mà biết hạ đồ nữa. Dạ. Cái đó là chị dạy hay sao? Dạ nhiều khi nó thấy em bán cái số á, rồi em thấy em dạ với người lớn á, cái là nó tập theo. Ôi, thấy đi bán vé số á, à này kia đồ. Nói chung là thấy một cái cảnh mới có 2 tuổi thôi mà đi ra bước ra đời đi bán vé số để phụ giúp chứ mẹ cả nhà. Một cậu bé. Thì như vậy á chị, rồi dạ. bên nội kìa. Bên dạ. Nội của cháu đó. Rồi có gần đây không? Dạ không ạ, bà nội á thì lúc trước thì ở An Giang luôn, nhưng mà bây giờ bên nội là giờ hết về trên Bình Dương hết rồi. Rồi có thường hồi điện hỏi thăm cháu nội gì không? Dạ hỏi thăm thì cũng có, nhưng mà tiền bạc thì không giúp được gì. Bên đó có khá gì không chị? Dạ cũng khổ. Nói chung thì bên kia thì tại vì cũng khổ rồi, đâu có giúp được đâu. Dạ. Thì nói chung thì mình cũng không lấy bên nội mà, nhưng mà lâu lâu cũng có điện nha, cũng tốt. Dạ. Rồi. Bên nội thì lâu lâu điện hỏi thăm cháu với em này kia. Chị như gì cho em hỏi á, chị mà lo 3 đứa nhỏ nè. Ví dụ mà chị mà dầm mưa đồ đó, rồi về còn vé số rồi, trong khi đó thì rồi chị tính sao với đứa nhóc nè, chị gửi hay là chị bọc theo chị bán luôn? Dạ trời mưa thì em gỡ. Dạ. Gửi rồi cháu thì gửi tao phải cháu chịu không? Dạ chịu. Giống như em tìm người quen em gỡ, còn mà lạ thì nó không dám. Thấy cháu ngoan quá cả nhà, 2 tuổi mà bán vé số mà biết mời từ người nữa. Chị đi bán vé số như vậy là sáng mấy giờ chị đi chị? Dạ 5:30 sáng. 5:30. Hồi cái cấp đầu tiên á, chồng chị còn á, chị có đi bán vé số hay làm công việc này không? Dạ hồi lúc em mới sanh thì còn chồng em á thì em muốn đi bán. Không có làm gì hết. Dạ. Ở nhà nội trợ với chăm mấy đứa nhỏ thôi.
Rồi bỗng một hôm cái ông chồng ổng ra đi, rồi cái công việc, cái trụ cột nó giao lại cho chị. Trời ơi, chị có tin là ví dụ mà tự nhiên mà ổng chồng ra đi á, chị có tin vào cái sự thật đó không? Dạ nói chung là chưa dám. Chưa dám gì. Em thấy thì nói chung cái cảnh ở chưa bằng mà nội trợ. Thì một lần đầu ra ngoài đời đó, tiếp xúc với đời á, thì bán vé số này kia nó cũng rất là ngại luôn không chị? Dạ nói chung thì vì con em không ngại. Vì con em thấy không ngại. Thì nãy giờ đó Ngôn cùng với Thanh Trúc á, cũng như là mẹ của cháu bé 2 tuổi quý vị nha, đi tìm hồi nãy giờ bây giờ mới thấy quý vị nha. Dạ, yeah, hai chị em đang loại bán số gì tự nhiên đó. Cái đứa nhỏ thì hiện tại làm anh em quay lại là hai cháu đây, là nghe nói mẹ bé nó là đi học rồi. Mà đi học rồi giờ cầm mấy tờ giấy số đi bán nữa. Trời ơi. Rồi chú xin chào con gái nha. Lâu quá không gặp con. Chàng ơi con gái, nãy giờ chú với mẹ nè, với em con á là đi tìm hai chị em quá trời luôn. Rồi ngay chỗ chợ mà con hay bán đó với em con đó. Sao không thấy con với em con? À không, nãy giờ con bán đi đó mà con bán ở khúc này thôi. Ừ. Con bán ở đằng này á hả? Chàng ơi, rồi mẹ nói hai đứa đi học mà sao tới giờ về mà hai đứa chạy mất tiêu vậy? Con không phải là 30 tờ, con đi bán vòng vòng, còn có 12 tờ. À, như vậy là hai chị em đi học về, xong rồi đi bán 30 tờ, rồi mới chạy về nhà, rồi chiều nay con có đi học không? Dạ, bác có cái này rồi, xong rồi con hai đường đi học. Chàng ơi, chàng, rồi, con có gì không? Rồi hai chị em ăn cơm nước gì chưa? Dạ, chưa. Rồi sao hồi nãy con về nhà mà con không ăn? Con hai giờ không bán giết, không bán giết mẹ. Chàng ơi, ngày hôm nay á, mấy chú á, thì xuống tìm em con á, với con á, với mẹ nè, là để gửi phần viên của Quý Mạnh Thường Quân đó, cho hai chị em nè. Thôi bây giờ như vậy đi, còn bao nhiêu tờ? Con còn bao nhiêu tờ? Dạ, còn 12 tờ. 12 tờ ha. Bây giờ để chú mua cho con hết luôn nha. Nè, bây giờ con chú đưa cho con 200 nè. Cái này là còn bao nhiêu tờ? 12 tờ phải không? Con có đếm lại không? Đếm lại để lộn à. Để không thôi dư là chú lại đó nha. Hàng ơi, tội nghiệp con quý vị khán giả ơi. 12 tờ ha. Thôi đưa đây rồi khỏi cần hồi đi, con cắt đi. Ha. Con cắt đi coi như là chú để đó cho con ha. Chiều đi học nha. Rồi bây giờ lại đây nè, ngồi với mẹ với em ha, cho mấy chú trò chuyện hỏi thăm chút xíu nha. Rồi hai con gái cho chú hỏi thăm nè. Rồi hai đứa con á là hôm bữa đâu có đi học đâu. Rồi đi học lại hồi nào vậy? Dạ hồi đó con đi bán, rồi con vô con thấy cô con á ăn ở trong quán, rồi con vô con mờ con nói, dạ con hỏi cô là trường nào á là đi học cho cô. Con nói là ngành mơi là lớp 1 tự trường. Mà con vô học, con về con chạy về con nói với mẹ là ngành mơi á lớp 1 tự trường là mẹ ơi. Mẹ con nói ừ. Chàng ơi, là con đi bán giấy số rồi xong rồi con vô quán con gặp được cô giáo hả? Dạ. Rồi sao con biết đó là cô giáo? Tại con nhìn cái mặt quen. À, nhưng mà con hồi đó giờ đâu có đi học đâu, sao sao con quen? Hồi đó cô trong nhóm á có hình cô con á. Ừ. Rồi con nhớ ha. Cái con hỏi hả? Con hỏi xin đi học hả? Dạ. Rồi tiền đâu con đóng? Hỏi cần đóng tiền. Rồi không đóng tiền rồi thiếu cô giáo hay sao? Thiếu cô giáo thì tới nữa trả lại. Thiếu rồi nữa trả cho cô sao hả con? Hèn ơi, tội nghiệp quá. Rồi là con học lớp 1. Rồi em con học lớp mấy? Học chung lớp với con luôn. Hai chị em chung lớp luôn. Rồi em gái cho chú hỏi thăm nè. Hôm gà con học con biết chữ gì chưa? Chưa. Ủa?
học cũng mấy tháng rồi mà chưa biết nữa hả? Con biết được chữ gì rồi kể cho chú nghe coi. Biết chữ cờ với chữ hờ. Chữ cờ với chữ hờ à? Còn chữ A biết không? Biết nha. Rồi như vậy là hai chị em là đã được đi học rồi. Ủa chị, như vậy là hôm bữa mình có tiền đóng tiền trường với lo tiền quần áo cho em nữa không chị? Dạ, hôm bữa em có hai cô. Cô đến học trước đây rồi cô cho quần áo cũ, cô mới nhớ một chút hết rồi. Là cô giáo xin quần áo cũ của mấy em học trước? Dạ đúng rồi. Cho lại? Dạ. Rồi còn tiền trường rồi sao mình đóng? Tiền trường thì có thì đóng, thì không có thì để nó sao? Đóng à. Từ từ. Có thì mình đóng, cái không có thì mình đóng từ từ. Chàng ơi chàng tội nghiệp không à, coi như là cô giáo là cho hai chị em nợ tiền luôn. Rồi trả nợ cho cô giáo chưa? Dạ rồi. Trả rồi nha. Con chào chú hỏi thăm nè. Rồi con vừa đi học á, rồi về rồi con phải đi bán vé số nữa đó. Rồi con cầm tới 30 tờ đó, rồi bán không kịp giờ đi học nữa rồi sao? Có bữa nào bán trễ không? Bán trễ thì đưa cho mẹ, còn ít thì con đưa cho mẹ. À. Đưa cho mẹ bán. Có nghĩa là con bán được bao nhiêu thì bán. Còn thí dụ như mà còn lại thì con đưa lại cho mẹ, con chiều mẹ con đi bán tiếp nha. Chàng ơi chàng. À, như vậy là thường ngày là chị cứ để ở đó mười mấy 20 tờ cho cháu nó về là nó đi bán hai chị em hả chị? Dạ, nó bán tiếp em buổi trưa á. Học giờ có khi buổi trưa nó đi học trễ thì nói với cô. Ừ. Em để lại vài 20 tờ có khi mà mấy tờ mới có nữa. Ừ. Em để lên bàn học về đi bán phụ em. Tại vì em bán chưa có giờ kịp á thì nó đi bán phụ em nó đó. Chàng ơi, sao tội nghiệp quá vậy? Rồi con mệt không? Không. Mẹ có kêu để bắt con đi bán không hay là tự con đi? Tự con đi à. Tự con kêu mẹ để gì cho con đi đó hả? Dạ. Trời ơi. Rồi đi học ngày mẹ cho được hai chị em được nhiều. Bữa sáng thì mới đứa cho 20. 20? Bữa sáng thì ăn hết 10.000 ăn sáng. Ừ. Còn 10.000 đứa để đó chưa. Rồi em cũng 20 luôn. Hai chị em hai đứa 20. Là buổi sáng hai chị em được có 10.000 à. Rồi buổi trưa là 10.000 nữa. Chàng ơi, như vậy là mỗi một em là chỉ có 10.000 thôi mà đi học 2 buổi luôn. Rồi con thèm ăn bánh rồi sao? Để tiền đó mẹ mua bánh cho thằng. Con không dám xài luôn hả? Chàng ơi, tội nghiệp quá tôi vì khán giả. Nhưng mà khi mà con đến trường đó, rồi những người bạn của con đó ăn bánh ngon đó, rồi lúc đó rồi con nhìn thấy rồi sao? Con thèm không? Dạ thèm. Thèm hả? Mà con không dám mua luôn hả? Thèm ơi. Cho chú hỏi thăm nè. Mẹ thì lo đi bán vé số như vậy đó. Rồi hai chị em đi học bằng gì? Đi học bằng xe. Xe gì con? Xe đạp điện. Hồi ngày buổi sáng sớm con kêu anh hai chở con đi học. Anh hai là con chỉ có 3 chị em mà. Dạ. Rồi anh hai là ai nữa? Anh hai đó là anh hai là con của cô ba của con á. À. Là mượn anh hai chở đi nha. Dạ. Rồi còn quận về. Quận về anh hai con cũng chở về luôn. Cũng chở về luôn. Dạ. Rồi thí dụ như anh hai không có đi học sao? Anh hai con ở dưới quê, anh hai con còn nhỏ. Anh hai con học ở dưới quê lúc anh hai con còn nhỏ. Vậy là bây giờ anh hai con không có đi học? Dạ. Như vậy là bình thường đó là có anh hai và con chở hai chị em đi học. Dạ. Xong rồi tới trưa rồi anh hai rước về giùm. Dạ. Rồi có bữa nào đi bộ không? Bữa nào anh hai con không rước rồi con đi bộ về. Xa dữ không con? Xa. Ừ. Đi bộ gì hả? Chàng ơi.
Thấy cưng quá quý vị khán giả ơi. Thưa quý vị khán giả, một đứa bé năm nay chỉ mới có 2 tuổi thôi mà siêu thông minh luôn nha quý vị khán giả. Như con của những quý vị khác á, thì Ngôn nghĩ nếu mà 2 tuổi thì chắc gặp người lạ là khóc liền à. Còn cháu thì rất là dễ luôn quý vị khán giả. Chú nghe mẹ con nói á, là khoảng dài là không có tiền đóng tiền trọ hả con? Dạ. Thằng ơi, rồi như vậy rồi bà chủ trọ la không? Dạ không, chừng nào có thì đóng, không có thì thôi. Ừ, chừng nào có thì đóng, không có thì thôi. Bà chủ trọ thương hai chị em nha. Dạ. Thương mấy mẹ con luôn nha. Dạ. Khi mà con đi học như vậy đó con, rồi con thấy mấy bạn bè đó, là bạn bè của con á, là được có nhiều tiền nè, rồi được ăn ngon nè, rồi được cha mẹ đưa đi đó con. Rồi lúc đó con cảm thấy như thế nào? Con thấy bình thường, tại mấy bạn có cha mẹ, còn con có mẹ được rồi. Nhưng mà con buồn không? Dạ. Con có nhớ cha con không? Khi mà mấy bạn có hỏi cha con đâu không? Mấy bạn không có khi nào hỏi hết. Mấy bạn không có hỏi con ha? Dạ. Nhưng mà khi con nhớ cha quá thì con làm sao? Con khóc. Nghiệp quá quý vị khán giả ơi. Rồi con thấy mấy bạn được cha đưa đi đó con, rồi cho tiền, rồi còn cưng chiều mua bánh, mua đồ chơi rồi đó con. Rồi lúc đó con có dám nhìn cái đó không? Dám. Rồi con nhìn thì con cảm nhận trong lòng con như thế nào? Con buồn. Con buồn nhiều lắm ha. Từ hôm cha mất đến giờ con có đi thăm cha lần nào chưa? Chưa. Vì sao mà con không thăm cha con? Con không có tiền cho nên con không có chịu qua thăm cha. Cha ở quê rồi hả con? Dạ. Trời ơi. Khi mà nếu mà mấy bữa nay á, là không có sữa cho em nè, rồi không có tiền đóng tiền trọ nè, rồi con nhìn thấy em con á, không có sữa uống á, rồi con cảm thấy như thế nào? Thấy tội. Thương em nhiều hả con? Chàng ơi, cái gì khán giả ơi, năm nay là con gái là bao nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi rồi. Cháu gái chỉ mới có 10 tuổi thôi, nhưng mà biết suy nghĩ, lo lắng và thương em mình rất là nhiều luôn thú vị khán giả. Con đi học cùng với em con á, rồi khi mà em con thèm bánh á, rồi lúc đó rồi con làm sao? Không có tiền mua bánh cho em ăn. Rồi sao con không dám xài cái tiền mẹ cho đó để cho em? Mẹ không, nhưng mà con không dám lấy tiền đó. Rồi đi học vô trường không mua bánh gì ăn hết luôn. Chàng ơi chàng. Thôi như vậy ha. Thì ngày hôm nay á, mấy chú á, xuống thứ nhất á, là để thăm ba bố mẹ con ha. Cũng có gửi cái phần duyên của Mạnh Thường Quân á, đến cho mấy mẹ con. Thì bây giờ để chú gửi phần duyên nha. Thì chị ơi, ngày hôm nay á, em đến thăm bố mẹ con á, thì có phần duyên của một quý Mạnh Thường Quân là chị Điểm á, chị Điểm ở Hàn Quốc sẽ gửi cho bố mẹ con á, là 1 triệu nha. Ngoài ra thì có thêm một người chị nữa là chị Kim Nguyễn ở Canada sẽ gửi thêm là 500 ngàn nữa cho bố mẹ con nha. Thì hồi nãy em nghĩ là tiền nhà trọ là chị nói 1 triệu mấy đúng không? 1 triệu 2 ha. Rồi bây giờ em đưa là 1 triệu rưỡi á, em có thể, em nghĩ á, cái này có thể giúp cho chị á, là đóng tiền trọ nha.
để khỏi thiếu người ta nha chị nha. Ừ. Rồi em cũng nguyện cầu mong sao á cho quý mạnh thường quân á sẽ hỗ trợ giúp đỡ thêm cho bốn mẹ con á có giống như là cái cuộc sống đầy đủ hơn nha chị nha. Ừ, này con gái, con đại diện nhận tiền nha. À, cái này là 1 triệu của cô Điểm ở Hàn Quốc. Rồi. Còn cái này là 500.000 của cô Kim Nguyễn ở Canada. Rồi gửi cho mấy mẹ con coi nha. Rồi con có lời gì muốn gửi đến quý mạnh thường quân không? Rồi, rồi con nói đi. Con cảm ơn quý mạnh thường quân đã giúp đỡ con, đã có tiền cho mua sữa cho em con, có tiền đóng tiền tiền trọ. Con cảm ơn chú. Con mừng dữ không? Nếu như mà ngày hôm nay nè quý mạnh thường quân á không giúp đỡ cho mấy mẹ con á là có tiền đóng tiền trọ thì làm sao? Không có tiền đóng tiền trọ thì con thiếu nữa, cái chừng nữa con mới trả tiền lại. Rồi con thiếu hoài, con thiếu hoài luôn. Rồi nhiều quá rồi sao? Nhiều quá người ta đổi luôn. Chàng ơi, nhiều quá là không có cho ở luôn hả con? Ừ. Thôi con bây giờ là để chị ơi, chị có lời gì muốn gửi đến quý mạnh thường quân trong hôm nay không? Dạ. Em cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã trao số tiền cho em để cho em đóng tiền trọ. Giờ có tiền mua sữa cho bé uống nè. Em cảm ơn mạnh thường quân trong nhà mình. Thôi cố gắng lên nha chị nha. Em cũng tin rằng á là hoàn cảnh của bố mẹ con á sẽ sớm ngày nhận được thêm sự giúp đỡ đến từ quý mạnh thường quân nha. Ừ, con trai qua đây hôn chú cái gì về nè. Con hôn chú cái gì? Ồ, để chú chùi nha. Cảm ơn ạ. Ừ, không miếng đi rồi, cảm ơn. Ừ, đã quá sự gì khán giả. Ngon, mặc dù cũng có con trai nhưng mà khi mà thấy được sự thông minh á, sự thông minh cũng như là cái không có sợ mà người lạ của diễn giả của cháu thì Ngôn thật sự là rất thương và thích luôn của diễn giả. Ừ. Con bán cái số cho người ta không nói làm sao? Bán cái số rồi thì mời người ta làm sao? Mời người ta mua cái số làm sao? Số chú, chàng ơi. Rồi mà người ta mua cái số chú rồi người ta mua rồi rồi sao? Người ta mua cho con rồi, rồi người ta trả tiền cho con rồi sao? Rồi con nói gì? Mua xong rồi nói gì? Mua xong rồi con nói gì? Con cảm ơn sao rồi nói cho chú nghe coi. Đâu con cảm ơn sao rồi nói cho chú nghe coi. Cảm ơn hả? Rồi rồi ạ là ạ sao? Ạ à, sao đâu ạ cho chú coi thử coi. Vàng ơi. Đưa diễn giả cái câu mời của cháu đó rất là dễ thương luôn diễn giả. À, đâu mời với số rồi mua sao nói lại cho chú nghe cái nữa coi. Mua gì nói nghe coi. Mua số chú không? Đâu mời lại coi. Mày con mời người ta mua số mà sao? Chạy xe. Thưa diễn giả, đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Trúc cũng như là những người anh em của Ngôn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với anh em của Ngôn để hỗ trợ giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo, những gia đình khó khăn, và đặc biệt nhất là quý mạnh thường quân trong ngày hôm nay đã hỗ trợ giúp đỡ cho bố mẹ con. Đến đây thì Ngôn xin được kết thúc video và xin chúc chú ý khán giả cùng với quý mạnh thường quân có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Con xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.